Mọi người đi ban ngày. Ây da. Trời trời gắn đi dữ ta. Mọi người đi ban ngày luôn má ơi, trời ơi. Wow. Gắn đi dữ ta. Chân bẫy luôn, chút xíu vô bẫy bên này. À. Ê. Con vậy chú. Hữu nghị vlog. Hả? Hữu nghị vlog. Cho tôi cùng tham gia đấy. Rồi cho tham gia luôn ha. Rồi mấy thằng cháu này nó phái cái câu gì các bạn. Cho nó coi gắn luôn. Ghê chưa? Luôn. Wow. Hùng má ơi luôn. Ê, chạy bé. Rồi, không phải đâu bạn ơi. Trời ơi, hổ hèo. Lâu quá nó vô. Cái đầu móc cờ luôn. Trắng nhách cái đầu luôn. Rồi, ok. Mình rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng bạn cùng các đồng nghiệp thân mến nha. Thì bữa nay mình tiến hành mình đi thăm bẫy rắn đó các bạn ơi. Mười mấy ngày mới đi thăm, không gà, mưa gió quá trời, không gà trong giai đoạn vắng mặt nha các bạn. Bạn bè đi làm nè, trong chuyện với mưa gió quá trời các bạn ơi. Nói chứ cũng nói thật, thăm 2-3 lần là chất quớt, thăm 70 ruộng, bữa nay mình thăm 7 trong vườn. Hy vọng bữa nay luồng 7 trong vườn này sẽ trúng nha các bạn. Đợi, bẻ không gà lâu quá trời lâu, mười mấy ngày. Rồi, mình thấy cái bẫy đầu tiên luôn em ơi. Thì mình cũng cảm ơn chân thành đến cô chú anh chị cùng các bạn cùng các đồng nghiệp nha, đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thú gì ta, chuột chết hay gì, lâu quá không em đi còn sống nổi lên, em đi giữ thiệt. Rồi mình đi tới cái bãi thứ hai luôn em, thứ hai này bà chuối này thì bị chặt te tôi tơi tả hết rồi. Mấy nó cũng vẫn còn gài nha, lúc chặt thì nó mới lún nhú bây giờ lên cao hết trơn nè. Cái này là cái tình hình khả quan không đây. Hí hí rồi. Lúa hơi để đẩy ra nè. Chân chuột mình quậy quá. Chân chuột nó quậy thiệt không nổi nè. Ok. Rồi, tới cái bãi thứ ba lên em ơi. Thì hổm gà thì các bạn cũng biết rồi đó, mưa gió quá chừng chừng luôn. Bữa nay thăm không có thì cũng phải đi thay chuột cho nó luôn, thay màu cho nó chuột luôn. Nắng lên thì giọng gắn sẽ chạy lại thôi. Từ mấy ngày mà chuột mình vẫn còn sống nữa. Bây giờ không chết con nó im quá. Còn sống luôn nha anh em, quá dữ. Rồi, mình đã tới khu vực vườn xài rồi anh em ơi. Xài bao trắng hiếu luôn. Ba anh em đang xài không? Xài quá trời trái nè. Quá trái trà bá luôn. Lúc mình lại mình thăm trái xài nhỏ xíu, giờ ra bành trướng nè. Mười mấy ngày. Thôi, kiếm gắn thôi. Trời ơi cái này. Xài này có khô bầm cái thì thôi luôn. Khỏi nói luôn. Bảy gà đây luôn. Lầu này hẹp gấu hại luôn rồi. Rồi, thêm chục lú đuôi nữa rồi. Rồi, đúng. Không xong rồi đây Dương ơi. Dính nè. Vô đàn với em luôn. Thôi bye bye vườn xài này. Hẹn lần sau nha. Lần sau mình sẽ đem muối thêm mời mấy trái em bạn sẽ mấy trái xài này nha. Thôi đi thôi. Rồi tiếp tục khai đao anh em ơi. Mấy cái rồi. Nãy luôn thăm dính con bắt ra luôn rồi. Nhỏ xíu mà mình không có tách hàng luôn. Rồi tiếp tục. Trời ơi cá đây, cá của mình. Bụm. Vườn đây đa số người ta nuôi cá nhiều. Họ thăm bẫy mình anh em ơi. Hy vọng cái này sẽ lên em ra. Cái này thì có cái thay chuột là chủ yếu. Phân cứ gì không đây. Thôi cái lúa đẩy ra gì nè. Lúa đẩy ra nè mà. Lúa đẩy ra. Một nhỏ vậy đây nè. Gì đây. Rồi một em hỗn hành nữa. Hai em. Ok. Rồi tiếp tục cuộc chiến đấu.
Cái bẫy mình lòi hèm luôn nội ơi. Lòi bẫy ra ngoài luôn. Ui, nước ngập không đây. Cái phần nè. Thôi phần một ề luôn. Cái nhách luôn. Còn gì đấy. Không phải đâu. Con chuột mình nó chết banh xác. Chứ không phải phần. Nước ngập. Rồi tiếp tục cuộc hành quân em ơi. Mấy đứa cũng ngon, nghe được hai đứa rồi. Hai đứa cũng được rồi. Không hàng luôn. Hy vọng không phải trong giường ha. Chuột như giả xác cái gì. Trời ơi. Trời ơi. Không phải đâu bạn ơi. Trời ơi hổ hèo. Lâu quá nó vô. Cái đầu móc cờ luôn. Cắn nhách cái đầu luôn. Im. Rồi. Xe nơi ngự ngã các bạn ơi. Xe mình nằm đó. Gào phá luôn. Nó chứ chủ vườn vô trong đây rồi. Có chầu rồi các kiểu nè. Mà bẫy mình gài ở đây. Không gài 2-3 lần mình chưa có thăm. Bữa nay vô lấy ra luôn anh em. Quan trọng là dính con gì hay không thôi. Mà dính không chết ngắt hay gì à. Wow, được con hành các bạn ơi. Ngon quá. Trời ơi, thục xịt thục nhảy cho nè. Rồi cái tách hàng luôn anh em ơi. Nó thì dòng. Gắn ấm nhôm luôn, lâu quá lâu. Cũng mang nó vô trước. Thôi, lúc bảy ra luôn. Đang tách hàng luôn anh em ơi. Ok. Rồi, thì mình tiến hành bắt gắn anh em ơi. Dính bây giờ cũng mấy cái rồi. Sáng nay mấy cái giờ hết bể phủ chưa. Cái bẫy này gài quá trời lâu. Thôi bắt luôn. Ngót trong đây đi, nó mát. Một cái. Rồi, ok. Cái thì sạch sạch nó được. Rồi, ok. Đây là bắt cá này em ơi. Tới khẩu yêu xích thôi. Cái tay, cái tay phải nó bị đau. Thì sáng giờ cũng được mấy đứa rồi. Con nãy bắt luôn, không có test luôn. Rồi tiến hành bắt gắn thôi, sau được xuất thôi. Bắt hô hành trước đi, mấy hô hành trước thì bắt hô hè bắt sau. Để hô hành bắt sau, nếu hô hè bắt trước nó ra nó nhau lắm. Mở luôn đi anh em ơi. Nó gặp mình nó lâu quá trời lâu rồi, xình bùng không rồi. Lúa thóc chỉ mọc từ lưu mé vậy nè. Gieo mẹ luôn đi. Rồi, được một con. Cái này vô lâu. Lúa còn nguyên thì không gài mấy cái luồng bẫy ở ngoài đồng. Thăm chất quất anh em không có quay luôn. Thiếu luồng bẫy, luồng bẫy đặc biệt của mình gài trong vườn mới có thôi. Ngoài ruộng là thua. Rồi, một em nhì. Ok. Ở ngoài ruộng cỡ này đặt cũng có, lúa xài rồi cũng có rồi mà không gà mới thăm thay chuột. Trời ơi, vô. Nghĩa bẹp. Quá. Nhưng mình cũng thơm chứ nó không thú gì mấy rồi nha. Bảy lần gà hai mấy ngày nữa các bạn. Hai mấy ngày mà lên đường con. Tại vì cắt cái dây chuông mình không có vô được. Gà này chắc nó bự lắm mà giờ nó nhỏ xíu. Lâu quá lâu. Hai đợt bảy mình không thăm luôn á. Cái này vượt ngục, vượt gào vô luôn, thăm luôn. Lấy bảy ra luôn, chỗ đây cá dữ đi chứ. Cái lóc quá trời. Cá này thì bao nhì, còn cá ấm nhôm luôn. Thôi kệ đi. Còn nhì được là hên nè. Còn dính là hên nè. Bao nhì anh em, quá đã luôn. Lâu lâu được bữa tổ đại. Đây, chậu gần cá hổ hiệu. Cái chuột hết nè. Này nó chuột này nó đang cắn thì cắn mình đai một hình. Đây đang con nó hai con. Rồi tiến hành bắt con heo anh em ơi. Con heo bắt sao để nó nhồi. Rồi mở ra luôn. Mở cho anh em tượng. Đây còn con heo bự, nhưng mà nghe mấy ông chú nói còn con heo bự thì mình đặt hoài đặt không dưới con heo bự, còn dưới nó nhỏ không. Rồi phui hàng luôn. Dưới cũng mấy hổ heo mà đa số nhỏ nhỏ con em ơi. Cái này sẽ vô lâu lắm lâu rồi. Chính không dính chợ dội bu các kiểu lưu vô ba. Có lẽ anh em nó dơ quá. Khui hàng luôn. Trời ơi.
ra đầu trước cho mình trước em. Báo cáo cho anh biết cái coi. Đó, cung gà, cung gà. Cung gà. Đó, nó nữa anh em. Cẩn ký à. Thôi cũng được rồi. Có dính là mừng rồi, có lên heo khủng là mừng rồi. Ok. Còn nha. Từ từ sẽ lên hồi bự thôi. Sáng giờ cuốn cái chục cái rồi. Dạ. Vô đi má. Dính cái đầu lỡ luôn. Rồi. Chục cái được nhiều ngon nha. Nhờ bẫy trong vườn. Rồi chờ những tiếp theo nha anh em. Rồi tiếp tục. Màn hai cảnh hai anh em ơi. Tiếp tục khui hàng thôi. Cái này ra tới mé sông rồi. Sông sâu nước chảy à. Có con nào vô bẫy không? Cái thứ nhẹ nhẹ coi. Chỗ này là gòn đi dính hai con nữa mà. Rồi chiếc này chụp mình đang hình nè. Xì. Tới chỗ mới quay luôn. Khui hàng luôn. Khui. Ngon. Khui lúa đại gà nè em ơi. Khui lúa đại gà nè em ơi. Ngon nè em ơi. Hiệp lúa ra ngoài luôn nha. Nặng nặng nhập đến đây. Nặng cành. Hơi nặng nặng nè. Hành. Ừ. Quá đã ngon lành anh em ơi. Cỡ này thì đặt trong vườn nó ngon hơn ngoài ruộng nha các bạn. Ngoài ruộng là đai màn hình đó. Hổng gài hai giác là không có con. Nó chỉ ít lắm mà không có đăng luôn. Nhiều nhiều mới đăng nha. Ok. Rồi nha. Bọc. Rồi tiếp tục càng lùng nữa anh em ơi. Thì cái khu này thì gài có hai cái à. Đây này đó đi. Nước ngập quá. Nước ngập chụp đang hình thế vậy. Nước ngập chụp đang hình anh em ơi. Tưới chuồng sống. Chuồng sống ba ơi. Trước lên về đằng đó luôn. Ở chỗ đây một cái nữa. Trở thường gà hai cái. Hy vọng chín con này. Thôi dịch rồi, còn quang quá dữ lắm. Vô đường chuối luôn. Vô luôn. Cái này cần phải dính con nhỏ. Con này có dính nữa không? Rồi, cái bẫy luôn. Rồi, con cuộn luôn. Vừa nhỏ vô đây. Phân luôn. Gặp là gì? Con con. Ok, đợi con bự. Rồi để tiếp tục em ơi. Chỗ thì mới chạy nền, không biết cái bẫy gãy đâu. Đâu. Kim ba cỏ. Bẫy gãy đâu ta? Chà, cái đống lá chuối này quá. Cái lá chuối nó hơi là lạ nè. Rồi có vùi xanh luôn. Vùi xanh bay xung quanh luôn. Còn gì đây bằng hình đây. Còn gì đây đây nè. Vũ bu tôi luôn vừa rồi. Chuột quá. Thôi. Thôi. Trời ơi, chuột mà nó cắn gắn chết queo và nó ngủ luôn. Ok, đợi. Chuột bự quá. Rồi, tới cái này thì 39 mùa cái mít cỏ bông rồi. Phải cái này. Sao thấy dính vậy kia. Chỗ này chú ý một chút hổ hèo. Gắn gì vô cũng lụm nha. Rồi, hổ hèo dính hành này. Trời, 39 mùa cái mít cỏ bông dính gắn lớn. Không xanh luôn, ok. Rồi. Đậu vô khí mới anh em ơi. Giờ tiếp tục đợi thôi. Ui, lại tới đây cái cảnh tượng này. Thiệt là quen thuộc.
một cái ra đi không bao giờ trở lại. Mấy thằng nhỏ này nó quậy thì thôi vậy, mày quậy gặp tao mày đi hả mày. Rồi tiếp tục em ơi, dính hai con nãy giờ chưa bắt luôn. Chỉ này ra tới mấy ruộng nữa mới mới họng ra nè. Rồi qua đường luôn, thăm bẫy luôn. Chỉ này tấn công ra ruộng anh em ơi, tấn công ra ruộng. Chỉ này mắm họng mới lên nè, thanh xui nữa nè, thanh xui không, thanh xui không, nặng nặng người ta. Nặng nặng anh em ơi, nặng 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 nặng. Còn may mắn anh em ơi, wow, còn may mắn, gắn nhị luôn, ok, vẫn còn may mắn nha. Cái này ra mấy ruộng là xong rồi chứ, trong đây cũng chưa ra ruộng luôn, còn trong vườn tẹo trúc nó mới ra mấy ruộng. Đợt xe chạy dữ ba. Hello, chạy luôn, học sinh về luôn rồi. Quá dữ rồi. Rồi ra tới mấy ruộng anh em ơi, khúc này mới hỏng mới ra cục cục nè, thôi vô lùm thôi, kiếm sự may mắn thôi anh em ơi. Ây da, ây da, sao cái đường đi của mình sao càng ngày càng khó vậy. Trời sao bảy mình lật ngược cái ta. Trời chuột quậy ông nội mẹ ơi. Ok thôi thì mà anh em đi cà phê nha, cà phê trưa nha, chốn học sinh nữa rồi các bạn ơi. Học sinh chạy quá trời chạy, chạy khủng khiếp, núp luôn uống phê. Thôi mà các bạn liều phê trưa của mình nha, dục tới nghe mệt cũng được ba, nắng quá chịu không nổi. Vẫn quán cũ năm nào, hàng đậu biếc cái xanh lè. Thôi mà bạn liều phê của mình nha, xe nó chạy quá, nó không kịp. Thôi chạy tiếp theo các bạn, mấy gắn chưa bắt nó kìa, được mấy đứa rồi. Ok, chờ nha. Rồi thì tiếp tục head anh em ơi, tới 7 máy quay luôn. Chỗ này thì đặt gần lộ, khui khui cái, hí hí cái, cái nặng nặng nữa nè. Và chỉ ngon ta, hành. Rồi ngựa, trời ơi trời, nặng chịch luôn. Rồi để đắng mình khui hàng luôn em ơi, xe hàng luôn, khách về phụ rồi. Chứ bây giờ cũng nhiều rồi, cà phê cà pháo là xong xuôi hết trơn rồi, khách về phụ luôn. Ok. Té xong bây giờ kìa. Rồi tiến hành mình bắt gắn luôn em ơi, hết để phụ rồi, để có khói lâm chiều rồi. Trời ơi coi gắn cái gì, sợ gắn không? Ồ ô chú không quay video chú. Ừ quay video ăn ô chú có cơm không chú? Dạ chú có hả, cơm dễ chú. Thủ nghị vlog hả? Thủ nghị vlog cho tôi cùng tham gia đấy. Rồi cho tham gia luôn ha. Rồi mấy thằng cháu này nó phái câu gì các bạn, cho nó coi gắn luôn, ghê chưa. Bắt gắn, tiến hành chú bắt gắn rồi, nãy giờ dính quá nhiều rồi, nên bắt gắn thôi. Ở nhà chú đâu chú? Ở dưới rồi nè, tinh. Gắn này gắn gì ta? Gắn người không hành. Lên video gì vậy? Lên video luôn ha. Chắc mơ chú mới đây. Mơ một chiều chú mới đây. Thủ khoa vlog của chú. Hả? Thủ khoa vlog của chú. Hữu nghị vlog. Hữu nghị. Hữu nghị. Dạ. Hai chú con không? Dạ cũng được chú ơi. Rồi rồi rồi, đó đã đúng không? Rồi tiến hành bắt gắn luôn. Chú bắt gắn rồi, trời coi nè. Trời coi à. Tại vì đi ngang cái đợt lên đi lóc luôn. Trời con xuống. Cái này hai con. Trời hoàn thầm luôn cái đầu đó. Ủa chú ngày nào cũng quay hả chú? Không, chú 3 ngày chú đang cái vé mà không gà, không có gắn chú có đang. Ừ. Người là không có. Là không con có nhưng mà ít. Con biết nhà chú đâu. Đâu? Nhà chú đâu chú? Con biết con chạy ra không? Ở Na Tân á. Na Tân hả?
Sao chú? Sao? Hay thiệt rồi. Rồi tiến hành bắt rắn lên em ơi. Hai con lại đây nè. Nó thấy mình vô màn hình. Thôi bắt thử coi. Đây. Không nó có cái gì đâu. Nè, cho hai hàng bé nó lại ngồi câu luôn em ơi. À. Rồi đây nè, đó. Cầm này, cầm bao cho chú nha. Nha. Cầm cầm bao chú không? Dạ không? Rồi cái bao ướt nhẹp vậy. Ừ. Chơi lại. Để đi thằng bắt rắn lên em ơi. Dám cầm bao không? À. Dám cầm bao quá không? Đây cho một khẩu người trước ha. Dạ. Rồi, ngồi đây cho tiền xe nha. Rồi, tính hình bắt rắn luôn. Bắt chưa bao nha. Chưa bao à. Chú nó đổ con bắt nha. Chú đổ, dám chấp chậm không? Dạ bắt không? Dạ bao. Con dám quay à, con dám quay. Quay hả? Bắt không ngựa chứ ha. Ngựa trước cho nó nhảy tưng tưng rồi chứ. Chúng mày chạy đi. Đó, con ngựa đầu tiên. Bắt con không ngựa. Chứ này dính cũng là chứ này dính cũng được 4 con, 4 con, 4 5 con. Vậy đó hả? Ủa, con ngựa cho mày dính nhiêu con ta? Con ngựa thì nó dính không biết đâu. Lên xuống. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Thiệt ơi. Giờ thử coi nha. Bắt được coi. Không dám. Không có bắt đây, có cái tay gì đâu. Ủ nghị với lóc. Rồi, giá luôn. Ê trời kìa. Dễ nhóc rồi, đầu gửi thì á. Từ lúc vừa thì giặt quần đó, rồi. Thấy chưa. Cái cây của chú mất tiêu rồi. Rồi, có cây luôn, ok. Rồi, chim vô. Lại đây, còn mày thấy vô hình vậy. Nó không ngựa sợ không ngựa à? Dạ. Đâu có chạy ra đâu, chú đâu có vuột đâu sợ nè. Con không biết chỗ nào, cố gắng thấy không? Hả? Cái chỗ còn không ghê. Thấy chưa. Cán chú luôn kìa. Đừng có nói câu đó. Cắn thì bắt lại nó bình thường thôi. Đó, thấy chưa? Vô. Đó, vô vào nha. Cởi đi. Chú ra vậy? Rồi trên này bắt hành là nó hết ha. Rồi. Rồi trên này bắt ho hành đã hiền rồi. Nó không chú ở đây nhiều không chú? Ít chứ. Rồi trên này bắt ho hành đây, cái ho hành không sao. Rồi tới mà của hành này nha, có hành này hiện nha, có hành này nó không sao, có hành nó không phải như cái hổ ngựa, có ngựa nó hung, có hành bự nè, cái này toàn dính gắn nhì, trời ơi gắn này sao nó bò vô đây dữ thần vậy nè, gắn này giống nhất lắm à, y nhì, gắn nhì, nó gắn nhì, cả 500 gram, thấy chưa, đó, mày bắt thử coi, nè, thấy không, lửa tao cho. Có gì sợ cắn. Hả? Không cắn, người ta đã bắt đâu cắn gì đâu. Đâu cắn chú được hả? Vô kìa. Nhưng nó hay nhau gì. Con. Rồi, hai đứa. Rồi, tiếp tục. Mấy con nhỏ anh bỏ qua nha, không bắt nha. Tại nhà chú. Tại nhà chú qua đi chiêu mày. Nãy mày không nghe chú nói xa không mày? Xa lắm, nhà chú xa. Nhà chú tú nào tinh. Cái sách thì xuống dưới. Cái sách hả? Tụi con đi hơn chứ. Nè con ở đâu? Nhà đâu? Ở nhà ở cầu. Cầu nhà. Dạ cái nhà cầu con Mỹ Hội á. Cầu Mỹ Hội á. Nhà con ơi, cầu sông Hành đó chú. Đừng có cái nhị nè. Con à. Đừng con. Rồi con thứ ba luôn. Gắn gì vậy? Chú Hành. Rồi ra bữa nay tụi con có học sao? À. Đổ đây con không học. Bữa nay thứ mấy con không học? Hậu sáng mà. Sáng mà. À, thấy chưa? Rồi gắn chưa? Ủa hành hiền. Ủa hành nó hiền. Ủa hành nó hiền. Hổ ngựa, hổ ngựa ra buông ra cắn chú cọc. Dạ. Chuột má ối. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Cái con gắn không hả chú? Con gì ta? Cầm đi thôi. Ờ, nó có sợ gì đâu, tao bắt không sợ mày mày. Hồi đó chú mắc ba cái lợp không chú? Hả? Hồi đó chú mắc ba lợp nhỏ không? Có coi không? Có coi kìm chú không? Có mắc hoài làm bạn đặt bẫy là sao không mắc được. Thôi coi bữa có mắc ba lợp không chú? Có mắc hoài. Đặt bẫy là phải mắc thôi. Ít nhiều phải mắc chứ. Rồi gà hai thằng buồn buồn chơi. Dạ rồi. Thấy chưa? Gà hai thằng buồn buồn chơi xe đi chơi vậy hả? Dạ. Dạ con chán con đi xe chơi.
Vậy chơi vòng vòng chơi vậy. Chọc với cái xe tải. Rồi còn con nhỏ là bắt như thế các bạn. Này cũng bữa nay cũng nhiều rồi. Đây vậy là ngon, đùi bể này là ngon. Rồi chạy tiếp theo nha. Bye bye. Rồi tiếp tục màn ba cảnh ba. Vô. Rồi màn ba cảnh ba của mình hình như là bị éo leo tình nè. Đủ bay màu cái anh em ơi. Hay vậy ta. Ba mẹ ông thầy. Gắn nước kìa anh em. Trời. Gắn nước. Ôi. Nhỏ xíu à. Ê ê ê ê. Ê ê. Đồng bư thì gắn nước nó đi. Đó. Thôi. Nó thả luôn. Bắt bò bỏ trong nó cắn không hành mình nè. Nó hung lắm. Rồi chạy luôn. Chạy luôn. Wow. Hung má ơi luôn. Ê, chạy bé. Trời chạy luôn nè mày. Dở xíu được. Ruộng bư thì thường thường ruộng bư thì gắn nó sẽ chạy xuống lụm. Còn gắn nước không. Mình ta khó hành mà tao gắn nước nó chạy lụm. Không bảy thôi. Lâu quá biết còn bảy mình không nữa nè. Hên su dữ nè. Không ngựa đi anh em ơi. Không ngựa đấy anh em ơi. Không ngựa đi ban ngày. Ây da. Trời trời gắn đi dữ ta. Không ngựa đi ban ngày luôn má ơi trời ơi. Wow. Gắn đi dữ ta. Chặn bẫy luôn, chút xíu vô bẫy mình này. Ê, bẫy nó mũi. Ê, thôi. Wow, rồi, cắn luôn. Hên quá. Mọi người, mọi ngày lắm trời. Bẫy mình gãy đây nè, chén bên luôn. Thăm bẫy coi có không. Thăm bẫy luôn. Coi coi. Dính hành luôn. Đã, chúng vô. Vô cái tật chuyện cái tàu anh em ơi. Chuyến hành luôn. Thứ này chịu nổi. Nó hên nhiều cái tản thần. Con ngựa bò ngoài luôn. Nó không như vậy. Ok. Đã chưa. Đây con hành nè. Bể tay. Rồi ok. Cho bác gắn nó nha nè. Nếu chưa bắt ta mới được hai con. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Hên quá hên. Thôi có còn hên nữa không nha. Cái khơi cũng bắt đầu không ngựa nữa, lao như quỷ luôn. Rồi. Ui. Có cái phân cứng nữa không? Cái thí. Rồi chắc đang hình hay gì vậy? Trời ơi, chuột đang hình nè. Còn chuột. Ok, 27 luôn. Cỡ này mà gai gùng thì thường là đai màn hình hết anh em ơi. Tới cái 7 luôn. Rồi cái 7 xịt thuốc cỏ chắc chuột mình cũng đai màn hình luôn. Từ thuốc cỏ kiểu này thì mừng chuột chết hết 9 con. Quan trọng là chuột mình có thần đồng không. Chuột thần đồng của anh ơi. Sao rồi. Em còn khỏe hay em đã chết. Không em còn khỏe. Hay quá em. Em là thần đồng của anh. Rồi. Lành ít dữ nhiều. Hình như là lành nhiều các bạn ơi. Người ta bư hết trơn ra luôn. Bư trống hết luôn. Đã không. Nó bảy mình vẫn còn nha. Nó khui. Đau. Đây là nó có đạp chút xíu. Chuột còn sống luôn má ơi. Chu lít kìa ngoài. Không dính. Ok. Nhầm chỗ đá rồi đó các bạn. Người ta không người ta lấy bảy. Ta đạp anh chạy cho. Ok. Cảm ơn nghe anh. Ông anh có xem video này. Cảm ơn mình. Cảm ơn rất là nhiều nha. Giờ chỗ lên em. Thì mình còn 3 cái nữa. Thì chủ yếu là chỗ này nằm đi cho chuột ăn mồi thôi chứ không dính gắn đâu. Dính là còn sự may mắn thôi. Con cái bư cỡ đó rồi sao dính. Nó bư thị luôn.
Rồi cái thằng đi thay chuột luôn anh em ơi, đợi lúa bị lớn thôi. Quan trọng còn bảy không cái nè. Rồi củ chuối sẹp lép rồi. Còn bảy. Chỗ này đã thiệt chứ. Chỗ này đã thiệt. Vậy mà còn bảy luôn. Bị đạp luôn. Chỗ này tao phải lấy bảy bảy. Chỗ giò bảy ngày luôn rồi. Vẫn để luôn anh em. Rồi tiếp tục kiếm hôi ngựa thôi anh em ơi. Bà cao cao hay dẫm dính hôi ngựa. Gà ở chỗ này gà hay cao. Quan trọng dính gì không đây. Rồi văng ra ngoài nữa. Chỗ giò mới ác luôn. Bị đạp nữa ông nội ơi. Dính con gì không đây. Rồi gắn đai màn hình. Gắn bị đai. Hàng cho hàng hôi ngựa quá. Rồi tiếp tục kiếm hôi ngựa đi anh em. Đặt luôn. Đang tròn tròn luôn. Rồi thì có đầu có đuôi luôn. Còn cái cuối cùng. Hy vọng chỗ này chỉ hy vọng hôi ngựa thôi. Bờ này quá cao. Rồi bị chuối đậy lại luôn. Chuối đậy luôn mà cái bẫy em còn ở đây. Còn. Khui. Chuột tí gói luôn. Ok. Đợi. Rồi. Ta cắn lên em ơi. Ngồi giữa đầu cầu luôn. Ây da. Nó mát à. Wow. Ở đây cũng nhiều nha anh em. Này vậy là ngon nha. Thì nhờ luồn trong vườn. Chứ ở ngoài ruộng là banh. Banh hơn chữ banh nữa. Ra mấy ruộng có dính gì đâu. Nhà đi chụp con hổ ngựa. Mấy con hổ ngựa với con ấy thì mình cho mấy ông nhậu hết rồi. Kệ. Cho đi rồi mình sẽ lấy lại thôi. Trời cho ăn đi khơi khơi cũng bắt được gắn nước. Gắn nước, gắn hổ ngựa nữa. Tào lao như quỷ vậy đã. Rồi trời cũng gớt lấy ba ơi. Ở hành bắt con hổ hành luôn các bạn ơi. Hổ hành này gà dính lâu lắm rồi. Rồi cuối hàng luôn. Cái này nhì quá trời nhì. Cái nhì không có đơn nhất nữa hết trơn. Được việc cũng đỡ rồi đây em ơi. Dính là mừng thấy bà nội rồi. Không lỡ thường chuột là ngon. Thấm gà thấm lỗ cũng chết luôn. Không cần có đăng video nào đâu. Ây da. Rồi gà luôn bé. Ngu quá vậy. Gà cái đuôi xuống gà cái đầu. Ây da. Gà luôn em. Nha, gà. Nó bao gì đẹp luôn. Rồi ok. Vô hàng luôn. Rồi, cuối video mình cũng xin chân thành cảm ơn cô chú, chị, cô, các bạn và các đồng nghiệp đã xem ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Bye bye. Vì hẹn gặp lại cuối video tiếp theo. Vì nhớ hàng cái mới được. Wow. Khủng khiếp nha, không giỡn đâu nha, tháng này. Rồi, hẹn với xe sau anh em ơi. Hổ heo rồi cho hết trơn. Hổ heo, hổ ngựa cho anh ta. Rồi, bye.